Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Trường Đại học Đại Nam tại thủ đô Hà Nội. Mặc dù mới được thành lập, nhưng đến nay, Đại Nam đã trở thành một trong những trường đại học tư thục hàng đầu ở Việt Nam. Đến với Đại Nam là đến với những khác biệt mà không một trường đại học nào có được. Bước đột phá mạnh mẽ của Đại Nam thể hiện ngay trong chương trình giảng dạy. Đại Nam là trường đại học đầu tiên đưa môn học về kỹ năng mềm và tư duy làm giàu thành môn học chính khóa. Nhờ đó, sinh viên Đại Nam ra trường không chỉ giỏi về kiến thức lý thuyết gắn liền với thực tiễn mà còn có được bản lĩnh vững vàng của một doanh nhân, vươn tới làm giàu cho chính mình, thăng tiến, thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống. Bên cạnh đó, Đại Nam yêu cầu và đào tạo bằng mọi phương pháp để sinh viên Đại Nam ra trường có trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC đạt từ 450 đến 600 điểm tùy theo từng ngành học. Với trình độ này, các cử nhân Đại Nam không những đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng mà còn đủ điều kiện để tiếp tục học thạc sĩ ở trong và ngoài nước. Việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên cũng rất khoa học. Đề thi và chấm thi đều thể hiện trên máy tính, đảm bảo sự công bằng cho tất cả sinh viên. Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập, nhà trường đã đầu tư một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Tất cả các phòng học đều được trang bị màn hình, máy chiếu. Các phòng học ngoại ngữ, tin học đều có hệ thống máy tính nối mạng. Thư viện được đầu tư hiện đại với hàng ngàn đầu sách phục vụ cho nhu cầu học tập, tham khảo của sinh viên. Trung tâm thông tin có sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi và 500 máy tính. Đặc biệt, Đại Nam đã xây dựng ngân hàng mô phỏng để sinh viên trực tiếp thực hành nghiệp vụ tại trường. Điều này sẽ giúp cho các cử nhân Đại Nam thành thạo những kỹ năng thực tiễn và tự tin khi bước vào môi trường công việc thực tế. Đại Nam là một trường đại học đào tạo đa ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, trường có gần 4.000 sinh viên theo học. Đến năm 2015, Đại Nam sẽ phấn đấu trở thành một trong 5 trường đại học ngoài công lập tốt nhất ở Việt Nam với quy mô từ 10.000 đến 12.000 sinh viên. Năm học 2011-2012, Đại Nam dự kiến tuyển sinh gần 2.000 sinh viên theo học hệ chính quy dài hạn, bao gồm 7 chuyên ngành mà xã hội đang có nhu cầu lớn như tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh, tiếng Trung, công nghệ thông tin và xây dựng. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, Đại Nam đã và đang từng bước hoàn thiện mình. Đến Đại học Đại Nam là học để thay đổi cách học, cách nghĩ, cách làm việc để thay đổi trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp. Đến Đại học Đại Nam học để thay đổi.